Tôi không buông, cô đi theo tôi. Anh đang làm cái gì vậy? Buông tay cô ấy ra mau. Cắt. Trời ơi, chuyện gì vậy? Tại sao anh ta vào được đây? Anh kia ao có cầu hôn em hay không? Chiếc nhẫn mất tiêu rồi. Hả? Sự xuất hiện của những ngôi sao trẻ đến từ Thái Lan. Anh làm con nhà của người ta khóc rồi kìa. Hai lần rồi đó. Chia tay đi. Không chia tay. Một bộ phim sẽ làm phiên bản tan chảy. Anh nói là em ngang bướng hả? Bảo sắp kéo tới rồi, đi về. Đáng xem, vì ta thuộc về nhau lúc 15:30 hàng ngày trên YouTube.